Thư, mình là sinh lớp 4B trường Đại học Gia Nhiên. Các bạn ơi, đã bao giờ các bạn bị bỏng nước sôi chưa? Hay gặp trường hợp chả dầu trên bếp bị bốc cháy? Hoặc là một người lạ bỏng đến nhà bạn khi bố mẹ các bạn đi vắng? Vậy lúc ấy các bạn xử lý như thế nào? Để giúp các bạn có thêm những kỹ năng để tự bảo vệ bản thân mình, hôm nay mình xin giới thiệu đến cuốn sách Dạy trẻ tự bảo vệ. Cầm trên tay cuốn sách, ấn tượng nhất là bìa sách, dòng chữ màu đen, bố mẹ yên tâm con an toàn, và dòng chữ màu trắng, dạy trẻ tự bảo vệ, được nằm trọn trong một hình tròn màu hồng, như một sự được bảo vệ với thế giới bên ngoài. Đây chính là vòng tròn của gia đình, vòng tròn của nhà trường. Góc phải phía dưới là một hình ảnh một bạn nữ đang sơ cứu vết thương cho một bạn nam trên một bãi cỏ xanh mơn mởn. Ở độ tuổi chúng ta, ngoài sự bảo vệ của cha mẹ, của thầy cô, thì chúng ta cần phải có những kỹ năng để tự bảo vệ bản thân mình. Đó chính là ý nghĩa của bìa sách mà tác giả muốn gửi đến cho chúng ta. Dạy trẻ tự bảo vệ, dành cho trẻ từ 5 tuổi đến 15 tuổi, dạy các kỹ năng tránh nguy hiểm tại nhà, tại trường và nơi công cộng. Lật từng trang sách ra, chúng ta dễ dàng nhận biết bởi mỗi một tình huống được viết trên hai trang giấy cùng một mặt của cuốn sách. Như thế chúng ta vừa đọc, vừa quan sát được các hình ảnh minh họa bắt mắt ở phía dưới. 92 tình huống bất ngờ, nguy hiểm và khẩn cấp được đưa ra. Bố cục các bài thì rất rõ ràng và dễ hiểu. Phía trên của trang sách là trình bày tình huống và cách xử lý. Chữ viết thì rất rõ ràng, phù hợp với các độ tuổi. Tiếp theo là hình ảnh minh họa, nhiều màu sắc, sinh động và rất bắt mắt. Cuối cùng là dòng trách nhiệm về khả năng tự bảo vệ bản thân mình và dòng nhắc nhở. Nhờ đó các bạn dễ dàng sâu chuỗi được các tình huống. Cuốn sách là người bạn thân thiết dạy kỹ năng sống cho các bạn một cách thiết thực nhất và bổ ích nhất, là vệ sĩ để bảo vệ các bạn lớn lên một cách an toàn nhất và khỏe mạnh nhất. Các bạn thân mến, mình nghĩ các bạn nên đọc cuốn sách này vì nó rất phù hợp và bổ ích vào dịp hè này. Hè đến là thời gian các bạn ở nhà và phụ giúp cha mẹ một số công việc nhà, nên sẽ không bao giờ tránh khỏi những tình huống bất ngờ xảy ra. Cuốn sách này được tái bản vào năm 2018 và đại dịch Covid thì xảy ra vào tháng 9 năm 2019 đến nay. Mình nghĩ nếu cuốn sách được tái bản một lần nữa, chắc chắn tác giả sẽ đưa nội dung